Anh Thắng ơi, anh chơi game Bad War ở trong Block Man Go đi. Game giường chiến ở trong Block Man Go chứ gì. Sao mấy bạn hay gạ Thắng chơi game giường chiến đấy nhở? Chắc là thầy đang gà nên là hay gạ Thắng đấy mà. Còn lâu nha. Tưởng gì chứ cái game giường chiến phải gọi Thắng là lúp đùa thôi. Chứ Thắng chơi game thì làm sao mà lúp được. Thắng không dám nhận Thắng là pro, nhưng mà kiểu gì cũng trên núp ở, nhưng mà ở dưới pro. À mà mấy bạn đã biết cái tin gì chưa? Đó chính là game Block Man Go đã chính thức thuộc về Garena. Và cuối cùng game Block Man Go đã có tiếng Việt. Đặc biệt hơn là có đội ngũ hỗ trợ ngay tại Việt Nam. Mà được cái game Block Man Go có dung lượng nhẹ nhỏ, máy nào cũng chơi được. Ở bên trong lại còn có nhiều tựa game hấp dẫn nữa. Phải nói là Block Man Go gì game gì cũng có. Dễ chơi, dành cho mọi lứa tuổi. Thôi bây giờ đi phá giường thôi anh em ơi, let's go. Nào, cho Thắng rút thăm may mắn được cái cây kiếm vàng nào. Ôi giời ơi, được luôn cái cây kiếm vàng này, hay quá, quá là may mắn luôn. Bây giờ là mình sẽ cầm cái quả kiếm vàng này, mình mua thật nhiều lên, bắc cầu có xong, bắc sang nhà tên hàng xóm đấm lết giường của tên hàng xóm ấy đi. Bình thường là phải sang đấm nó đầu tiên, nhưng mà thôi, mình cứ thích phá giường đầu tiên, xong đấm nó là mờ win luôn. Đúng ra luật chơi là thế, nhưng mà không hiểu kiểu gì là mình chơi Block Man Go, chơi cái game Bad War này cứ kiểu vội kiểu gì. Nếu mà không vội thì là thua đấy. Uầy, trời ơi, đã đánh nhau rồi cái mình chờ tối sầm đi kia. Đã tới hàng xóm rồi. Ơi, hàng xóm cái gì mà hài hước, nhưng mà phải công nhận phải công nhận là hàng xóm nó hơi bị hài hước đấy. Bố đèn 6 ơi, bố đây. Một cái, hai cái, ba cái. Ui, xây chống làm cái gì? Thích thì cầm kiếm ra mà đấm nhau. Chắc nó chưa có tiền đâu. Chắc nó chưa có tiền để win nhau rồi. Ui. Thua chưa? Một cái nữa win luôn. Được một mạng đầu tiên anh em ơi. Quán hay quán ok luôn. Trời ơi, quán này xịn sò cơ bò luôn. Làm luôn cái quả táo vàng này cho hồi máu cái nào. Đúng rồi, thắng cái tề 1, 2, 3 pân. Mình hôm nay mình dường màu. Ui, đùa thôi. Nhìn lại, bay lên chưa. Thắng cứ dù thì lo gì mà rớt xuống đáy. Ui, có giỏi thì lên đây. Đâu với thắng này. Đợi nó lên mở lâu quá, nó không dám lên đâu mấy bạn ơi. Tên này cùi lắm, tên này vừa bị Thắng đấm một mạng. Thế này không có tiền mà mua kiếm, cũng chả có tiền mà mua dù, mà đòi lên đây nhảy với Thắng nữa. Rồi ta sẽ cho nó hồi tiền hồi máu để nó mua đồ được chấp Thắng. À quên, Thắng chấp nó. Lại còn cho nó xem cái điệu nhảy funny của Thắng luôn. Đâu rồi bạn ơi, sang bên này. Đã xây cầu cho thế, bảo sang nhà hàng xóm chơi. Rồng sang nhà tôm chơi, nhưng mà không, hôm nay là tôm sang nhà rồng chơi. Tôm xanh nhà dòng chơi, làm luôn quả táo vàng nữa cho yêu đời hơn. Thế tóm lại là có xanh nhà mình chơi không? Không xanh nhà mình chơi thì mình sẽ xanh nhà nó chơi. Mà Thắng đã xanh nhà nó chơi rồi thì Thắng sẽ phá lát cái. Trời ơi, nhảy hơi bị đau. Tự nhiên mất luôn mấy máu. Ui. Nhưng mà đi xanh nhà mình chơi phải để cái con bét ở nhà. Ai? Ui. Tôi gì như này nhỉ? Bay lên. Ui giời, cứ tưởng ăn được mạng Thắng á. Lâu. Thôi. Làm của ta vàng nữa. Cho nó thăm nhà Thắng đi. Nhưng mà quậy này. Phải nói là cái tên này nó gà thật sự luôn. Nó ở dưới nhà của Thắng mà nó không biết phá giường của Thắng đi. Chắc là không có cuốc chim, không có rêu rồi. Không có cuốc chim để phá giường của Thắng rồi. Chấp từ lấy tới giờ như này. Ui, lại có một tên xanh xanh ở đâu kia. Sang đi phá đám à. Một mình Thắng phải. Ui, một ai. Yo. Tội chưa. Win. Chán quá, sao lại thất bại vào cái lúc này nhở. Ê, tự nhiên bị thua là hơi bị bất ngờ đấy. Nhưng mà sao cái tên kia nó phá giường của Thắng mà game lại không thông báo cho Thắng là sao? Bình thường mà khi mà có tên nào phá giường của Thắng lỗ rồi thì game nó sẽ thông báo một dòng chữ đỏ chót. Nhưng mà không thông báo cho Thắng là Thắng chủ quan quá. Thôi không sao, chủ quan thì bây giờ mình sẽ rút kinh nghiệm, sẽ làm ván mới thôi anh em ơi. Cái gì đây? Phần thưởng CV này. Nhận nhanh cho là nhanh, mất thời gian làm cái gì. Let's go. Nhưng mà làm quá thì có tiềm let's go. Thôi xong, mua lên có mua kiếm. Ván này thì không có kiếm vàng rồi. Ván này có mấy kiếm sắt thôi. Kiếm sắt mình cả mấy chục khối lên là ok. Bây giờ lại đi sang nhà hàng xóm. Úi dù ui, phát này còn chưa cả sang nhà hàng xóm mà hàng xóm đã bắt cầu đi sang nhà mình rồi. Ngạc nhiên quá đi. Xúc động quá chứ không phải là ngạc nhiên. Sang đây. Ui, đang xây sang thì hết tiền đi. Nhìn đây, Thắng xây cho mà xem nè. Thắng xây một phát từ nhà bên mình sang nhà của nó luôn. Phá giường nhưng thôi. Ôi, cái gì đấy? Sao tự nhiên mà đã uống nhau rồi còn chưa cả kịp chào hỏi nhau. Ôi, uống nhau xong thì để bay lên. Đấy là cái tội vội vã đấy. Còn chưa cả kịp chào Thắng mà đã cầm kiếm uống Thắng rồi. Thế là uống lại cho, thế là tội luôn. Ok, mình lại lấy vàng với cả lấy sắt đây này. Lưng cấp của... đang định lưng cấp để sang nhà mình mà sang nhà mình sợ quá ngon mà phát xuống dưới luôn. Không biết là có biết bay lên không nữa.
mua dù lượng thực lực vào, có gì rớt sớt còn phải bay lên chứ, đúng không anh em? Ơ, hàng xóm đâu? Hàng xóm kia, hàng xóm kia. Hàng xóm vừa bị tự mất một mạng xong bắt đầu là hồi sinh kìa. Vào đây. Ui, nhưng mà kiếm nó hơi bị xin đấy nha. Anh Thắng còn thằng còn tuế lửa chân mất máu luôn còn. Chất đấy, đẳng cấp đấy nhưng mà vẫn thua. Cốt nó không có kiếm xịn. Mấy bạn nhìn thấy hiện đây. Nhảy xuống đáy xong bắt đầu mua đồ nhưng mà thằng vẫn bay được lên. Quá là ghê. Ui, sao vô trong này? Ui giời ơi, cái gì thế? Vào trong này đang nhẽ vậy. Mình hơi chủ quan, mình có hơi ít máu, không sao. Đang nhẽ là phải phá giường của nó trước tiên. Đấy, giường của nó còn chả phá. Tội ngu này, không phá giường không bao giờ còn xây linh tinh, còn xây giường hồ thắng làm cái gì? Ui giời ơi, lo làm cái gì không biết, tự nhiên lại xây lại bảo vệ giường à? Ai khôn đây, khôn đây, bay lên nè, một cái, hai cái, cho cái thứ ba, cho cái thứ tư, cho cái thứ năm. Ui giời ơi, cái gì đây? Mua giáp đúng không? Mua giáp đúng không? Đâu rồi? À đây, mua giáp đúng không? Chạy đi đâu? Chạy xuống á? À, đề phòng nha, không được đấu nha, người ta đang solo nha, đừng có vào ăn hôi. Đừng có bán thôi, cái tên màu xanh ra kia. Đây. Ui giời ơi, ăn hôi à? Bố ăn hôi này, ăn hôi. Cái tên màu xanh này cơi trôi cực kỳ là bẩn luôn. Vô đây ăn hôi của Thắng xong bắt đầu quánh luôn cả Thắng à. Lại thì ăn hôi này chơi bẩn này, 18 máu này, 17 máu. Xuống mau chưa? Cho một đất xuống đây. À, nó định phá dương này. Nó đã phá dương nó rồi. Này. Yo. Win luôn. Đấy là cái tội chơi bẩn. Muốn trở thành hacker pro thì cứ phải chơi trong sạch, cứ đâu phải solo 1-1 chứ có phải là solo 2-2 hay là 4-4 đâu mà cứ vô uống nhau lộn đúng mày lộn và sợ đấy. Mày mày quá, ván này vẫn có kiếm kia, không phải kiếm kim cương, kiếm sát. Nhưng mà bây giờ thì mình lại sang cái đội màu xanh lá cây rồi, dương màu xanh cây. Hello, nhà có chó không? Ui dồi, nhà không có chó nhưng mà nhà lại có chủ. Chủ này lại có tiền để mua mật lạ, lại còn mua cả bếp. Chất đói. Mấy bạn này lạc tiền vấn đề ghê thực sự luôn. Mình thì cùi bếp ra. Ê, sao mình phá giường của nó đến tít rồi mà. À đây. Ui dồi ôi. Giường thì không bảo vệ lại còn đích uống nhau làm cái gì. Định chạy sang phá giường này. Còn đâu, chạy đi đâu bạn ơi. Họ lại, xây này, xây cái gì bên nhà đang xây cái gì bên nhà của Thắng. Đã hạ được một đôi thủ luôn. Trời ơi, mỏi quá. Mang tiếng đeo mặt lạ VIP nhưng mà chạy sống không lùi 60 giây. Lại chuẩn bị đồ để đi tiếp một cái đối thủ nữa. Bây giờ là còn cái đối thủ màu rừng, màu vàng này, màu trắng này, màu hồng này, màu đen này. Mình lại không có tên nâng cấp nó mới cay chứ. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt cầu sang nhà màu hồng nhá. À quên, màu đỏ, màu hồng là ở bên nào ấy, đâu rồi không biết. Cắm đầu xuống đất mãi thì lấy từ giờ mà chút thì ai. À, không phải, mắt mình bị làm sao đâu. Thôi đi vô đây là xin ít tiền được đây này, 50 shot được 7 vàng. Xong mà vàng nó ra ít đấy nhở. Ôi vàng ít thì cũng đủ mua cây kiếm vàng rồi, mua các kiểu. Đây, mua đạn này rồi mua các kiểu, mua nhảy dù các kiểu. Đâu rồi, có ai không, có ai bên này không? Đây sang cái hòn đảo này là à? Hòn đảo này cũng giống của mình à, nhưng mà không phải là của mình nè. Đây, chạy đâu, của mình đang chạy chứ không phải là nó. Ua ba mày, ôi chủ quan quá mấy bạn này. Thôi, mình sẽ không chủ quan nữa. 3, 2, 1, let's go, có kéo. Nhưng mà bây giờ lại kiếm gỗ rồi, khổ thân đang quá. À sao bên này lấy tiền này, đây tiền. Mua len để xây đã. Ok, lên nào. Đang bay à. Họ lại. Đợi tháng. Ui, lên chưa? Hay quá ghê chưa? Ấn hơi nhùng nhằng tí. Chạy đi đâu cho hết láng. Thấy đang xây cầu đẳng cấp pro chưa? Đây. Nào, lên đây. Có giỏi thì ra đây. Ui. Lâu lém bom nhưng mà lâu lém sượt. Thằng chỉ mất, à thằng không mất một tí máu nào luôn. Xuống này. Cẩn thận nha. Đến cái đoạn cuối rồi. Bây giờ vẫn còn 3 người kia kìa. Chứ không phải. Bay. À, đẹp. Ui. Rõ ràng là ấn đệm ra rồi đấy mà không kịp, không nhả đệm ra kịp nên mất to một mạng. Thôi không sao, chấp lấy một mạng cũng được. Ok luôn, let's go. Bây giờ bây giờ là chỉ còn Thắng với Lóa thôi. Cứ bây ôi, 1-1 đấy nè. Ui, đấu luôn. Đây. VIP này thì VIP, này thì VIP, VIP, VIP đi, VIP đi, VIP đi. Ủa, cái gì đây? Sao cái gì mà nó trâu vậy trời nhỉ? Không phải là nó trâu. Ui, nó phá giường của Thắng rồi. Phá giường này, rớt đi. Công nhận nó trâu thật, nó còn 20 mấy máu cơ mà. Quanh nó còn không mất thế nào. Ui đây. Ủa. Ơ
Cái gì mà trời, không biết nó à? Chắc là rớt xuống nó đập đầu vào đất hay là đập đầu vào đá xong mà nó còn ít vào đấm nó một phát, thế là thắng win luôn. Hai, đứng ở trên này nhai tao mỏi hết cả răng ra mà chưa thấy tên nào tìm đến thắng cả. Bây giờ tao phải chơi khôn, trong này đang để cho nó uống nhau hết sạch đi, xem bên đầu là thằng sẽ đi tìm tên cuối đang uống nhau. À đây đây đây, nhưng mà đây không phải tên cuối, đây là tên thứ ba tự. Ui xui ui, thương nó quá, nó xây cao đến từ nãy nó tìm đang mở biển đấm một phát rồi rớt xuống thì nó lại mất thêm một cái giờ nó bay lên. Còn bao nhiêu tên nhở? Còn rừng đen, rừng trắng, cả rừng vàng và rừng xanh. Rồi 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 rồi, còn rừng rừng đỏ. Ôi ôi, bọn nó phá mất rừng của mình rồi. Nói chung là mình chơi không cần rừng được bay lên bay lên bay lên, không cần rừng là chỉ có một mạng cút xuống, biến xuống biến xuống. Yo, lên đây lên đây lên đây, không cần rừng là thắng chỉ có một mạng giết thôi. Giỏi, lên đây, nhưng mà bè quẻ vẫn còn tận 4 người luôn. Bây giờ là hơi bị căng, ta phải đợi đấy, ta phải đợi, đợi còn 1 tiếng nữa thì thắng mới xuống. Làm thắng này, phải đứng ở trên này nhai ta vào mệt quá. À đúng rồi, mình có tiền cơ mà, bây giờ là mình sẽ mua cung tên, à quyền mũi tên. Lúc nãy làm rút được cái cung tên rồi, bây giờ mở cái mũi tên. Ôi nhưng mà nó chui hết vào kia thì bắn kiểu gì đây? Hay đứng trên này đợi nó thò đầu ra thì bắn vào mũi của nó cũng được. À mà không, đây 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 các bạn ơi, thấy suy nghĩ lại rồi, thắng mua cái quả trứng bắt cầu, nó bắt cầu xuống cho nó nhanh. Mà nhớ phải bắt cầu nha, chứ còn nhảy toàn phát từ trên này xuống thế là ối dồi ôi, thắng tê tê ơi. Ô mẹ ơi như này, còn à còn còn ba người, còn ba người, còn ba người rồi xuống nha. Thắng sẽ xuống cái hòn đảo này, thắng nhận một cái đá màu xanh lơm. Nhờ đó sang màu xanh lơm là thắng sẽ mua được kim kim cương và giáp kim cương. Đây một viên luôn, hai tên này uống nhau đi, uống nhau thực lực đi, để đại ca đi nhặt mấy cái viên kim cương, à quên quên, mấy cái viên đá xanh lam này. Ok hai viên này, sang viên thứ ba, viên thứ ba, viên thứ ba rồi, thế này là đã đủ tiền rồi. À cái okay, nhặt thêm một viên nữa để mua thêm, à không, kiếm kim cương có mua, mua thêm cái quả giáp quần kim cương nhỉ. Đây 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 đây, quả áo kim cương này, giáp kim cương và kiếm kim cương. Thế này là à đúng rồi, còn mua thêm được một cái quả thuốc tàng hình nữa, đẳng cấp luôn anh em ơi. Ván này ui này cái chắc luôn, lao lao vô đây, kia kia kia, nó bên kia rồi, nó bên kia rồi, nó bên kia rồi, nào hốc luôn quả thuốc tàng hình vào nó, cái gì đáng đâu, nó chạy này gì đưa 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 đưa. Wow 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 yo, một cái nữa. Ui vỗ tay vỗ tay vỗ tay vỗ tay. Rồi thôi thì cái video ngày hôm nay của thằng tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video sau. À để tải game Blockman Go thì các bạn nhớ kích vô cái đường link ở bên dưới phần mô tả và bình luận để tải game Blockman Go về máy nhé.